Hòa Thị Xuân ấy. Ông một team nhảy nhưng mà có Rồi. vẻ nó lấy Trung Quốc em. Nhưng mà có đó anh em, bên mình có Đó, ba lẻ thằng. lẻ lẻ. Hai thằng bên trái một kho. Watch out. I need a weapon. Em sắp hết rồi nè. Ok em ơi. Đông hết, đông 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 đông. Em đông, em cũng phải quay lại. Qua gạt đi, anh khu vực xong. Em đã lên bức lực luôn rồi em. Của em nhé. Ê, đi nhìn anh Tuấn rồi. Watch out. Đi cho con bên luôn. Ok. Để okay. Anh là rồi bọn. Hai viên anh ạ. Ok. Leo con giáo. Anh Tuấn ơi. Bên đây còn một đấy anh Tuấn nhá, cẩn thận nhá. Ok. Đây để em chạy lên gạt đấy. Mày nó đang rồi. No nè. Watch out. Không gạt được anh Tuấn hộ giá em. Qua được. Đụng tiêm em ơi. Hey. Qua chơi đâu này, còn một đây. Em clip à, vẫn ở đâu à? Vẫn gạt em vẫn không. Em cứ ly em gạt cho ai á. Đây đây em gạt cho anh. Hình ốc cú mất kinh này lẻ. Xịn. Bởi nếu có thì nó phải ra cô vô trong vụ lỗ. Ok M4 đây này. Watch out. Em còn chuẩn này nhiều M4. Mark the location. Cái công okay, dài em tụ. Công dài. Dài nó vẫn nứt. Đây đây trước mặt em luôn rồi. Bên em, bên em. Watch out. Ok. Để qua, để qua. Ôi chờ đồng đội cho chắc cốp em ạ. Nó đang cái công trước mặt em này. Đi chung ý nhá. Watch out. Có nhà mất thôi. Mọi người móc bên trái là bắn được nó. Rồi em ơi, xong. Đứng nhìn em. Luis ráng nói chuyện mình nha em. Tôi chỉ trong Discord hết rồi đó. Để kia đang nói chuyện mình đó anh ơi. Đâu ở đâu vậy? Đúng nghiệp Huy Trương Hồng ở đâu? Nói như nào hả bạn? Mình không biết mình có bị lú không nhỉ? Mình thấy cái sáu mình nhảy vào trong công mình nhặt. Không, không thấy anh em bên đây bắn nhau căng lắm anh ơi. Anh em mình qua chơi đi. Ok. Trời ơi, chưa kịp lú cốt nữa, anh đi bệnh. Game ấy. À đây. Trời ơi. Mình ở trong bo này. Ngon, trận này ngon vãi. Ôi nóc này. Nó bắn nhau. Watch out. Để đi lấy xe chở mọi người. À mấy em. Ngoài nhà xe có xe không ta? Không, không. Đây. Đơn thôi em, đi anh em chở đi lấy xe này. Nó bắn nhau đúng chấm em ạ, chấm xanh. Ok. Ủa anh đang chen đúng
chủ nhật ok. Yeah. Luis đang cả à Luis rồi. Và đi cọt anh ơi. Anh lên không được đông sắp ngõm rồi. Bây giờ em cũng nghe tiếng game mà người ơi cứu em đi. Sao mà không nghe tiếng game? Bị sao? Nó nghe tiếng game mà sao nghe tôi nói ta? Ui giật thế. Chắc còn hai vẫn còn hai team anh ơi. Ok mọi người nghe ok chưa mọi người? Ok ok. Very good, very good. Anh Tuấn bạn ơi. Watch out. Yeah, yeah. Watch out. Sao anh? Nhưng mà em phải vô Discord Luis đã. Không thôi là Đông không nghe em nói. Ơi, có thằng. Ok chưa? Ok đấy. Bắn đi là chỉnh xong cũng được. Like chưa? Like mình chưa chơi nha, mình không có chơi game. Cũng game hả? Du anh hả? Không cốp. Ừ, trận này không nghèo cốp. Trận này không một rổ. Trên đây nè mọi người. Thấy không? Thấy chỗ bên luôn chỗ smoke rồi. Thấy rồi em ơi. Nó có thằng nó xuống. Nhảy ở ngay cái hàng rào đấy Ngân nhá, cẩn thận. Anh em ơi, mở ra nhà 3 tầng bắn cho nó dễ. Cảm ơn anh ba nhá, thank you anh ba. Luis thôi. Đi Luis rồi. Đến sau Luis. À Luis không nghe tiếng game. Luis không nghe tiếng game anh ơi, bỏ đi. Đây. Bấm còi chắc nó biết. Không nghe. Nghe tiếng game á, bật cái thông báo lên, bật cái thông báo điện thoại lên. Luis bấm nhầm mất anh. Tắt thông báo. Nhà này hai này. Trời ơi. Hém cút. Tụi ba thằng chạy đồ luôn này. Ba thằng. Chạy đồ nào em? Ok. Ba thằng bên em đây này, chạy trống. Thằng chơi anh em này. Chết nữa anh ơi. Đâu đi xe áo đâu bạn, làm gì đi xe áo hả bạn? Thề luôn, bắn nó buồn sao. Gì vậy má? Có thằng thôi. Nóc rồi, nóc chưa kìa. Được rồi, nghe được rồi. Chưa bị nóc rồi. Bị gạt ừ. Luôn rồi, gạt. Nghe gạt em nói rồi. Chị nghe Lê nói. Em vào Discord đi. Ờ chị chỉ cho. Alo anh em nhé. À anh đã mua đâu đấy, vợ mua em. Ủa tuần qua mình mua này. Đằng sau anh ơi. Nè đằng sau nó móc ở đây nè. Mấy thằng này chơi game kỳ cục quá. Nó chỉ nóc nhỏ anh ạ. Sau luôn ý, cái này nhà này. Hello chị nhá, hello chị. Chị mấy nhà sao rồi chị? Mấy nhà đang video độ nhạy rồi các bạn ơi.
Rồi gói luôn chứ. Ừ, lại túi. Có rồi. Không đi được rồi. Cái thằng nốc ngân ấy giết được nó chưa? Chưa anh em. Nó sau xe gì anh Tuấn? Sau xe Lancia. Đâu nhỉ? Mình chưa bạn ơi. Hợp lý rồi. Hợp lý bạn. Mấy trận này không có cốp, có cốp nó chết hết nãy rồi. Bọn này có xe đấy, có đi rồi. Mẹ. Bắn hai người rồi. Phải bắn anh ơi, trận này phải bắn đấy. Hôm nay không mà anh ạ. Quậy, thank you anh. Luis có thiếu máu không? Ít xe. Nhớ hơi nhiều. Xe to quá. Luis à? Có người yếu một thằng. Rồi anh Tuấn mất thêm một người đồng đội nữa. Nice tea. Trời ơi. Chạy thế nhờ, cứ mất dần mất mòn. Chơi game cứ mất dần đồng đội này. Thiệt sự ạ. Hai thằng quần què này, hai thằng ở cảng đây. Anh đoán 100% luôn. Ô lâm đào mà. Tôi đã không qua, tôi đánh mười mấy lần không qua con hổ tiến ạ. Ừ. Vẫn chưa giết được con hổ đấy. Tôi chơi muốn nát bàn phím luôn mà nó vẫn không giết được đấy. Tuấn có chơi vu công rồi. Anh á, anh chơi một hôm với xong anh cũng thôi. Anh cũng thôi anh. Anh bảo các bạn là đủ 19 like. Chú anh Tuấn phải đi solo rồi.
Trời ơi, sắp lọ bắn mà còn một chấm máu.